Quyển 57, thứ 1, năm thức thân tương ứng địa, thứ 2, ý địa, phần 7. Như vậy đã thuyết duyên khởi thiện xảo, ta này sẽ thuyết về xứ phi xứ thiện xảo, ốt đà nam nói chung. Thể hiển bày làm đầu, môn sai biệt theo sau. Hỏi những gì là xứ, đáp ở nơi sự kia, lý không trái nhau. Hỏi những gì là phi xứ, đáp ở nơi sự kia, lý có trái nhau. Đây gọi là thể của xứ phi xứ. Hỏi cớ sao Thế Tôn hiển bày chỉ dạy xứ phi xứ thiện xảo. Đáp vì muốn hiển thị dù nhiễm ô hay thành tịnh, chí phương tiện chân chánh không bị hoại mất. Hỏi nên dùng bao nhiêu môn quán sát xứ phi xứ. Đáp 4. Do Phật Thế Tôn chỉ dùng 4 môn này để tuyên thuyết tất cả xứ phi xứ. Những gì là 4? 1. Môn thành biện. 2. Môn hội hợp. 3. Môn chứng đắc. 4. Môn hiện hành. Hỏi duyên nào dùng 4 môn đây để thuyết về xứ phi xứ? Đáp vì muốn hiện khắp tất cả chủng sai biệt. Sao gọi là tất cả chủng sai biệt? Là tướng sai biệt của tất cả môn ở trên. Ta này sẽ thuyết tướng sai biệt của môn thành biện ban đầu, không nhiếp lấy tướng của môn khác. Một tướng sai biệt của môn thành biện xứ phi xứ: A. Do vượt sở tác của các căn. B. Do vượt sở tác của đại chủng. C. Do vượt sở tác của vật dụng. Vượt sở tác của các căn: không xứ, không vị, nhãn có khả năng nghe tiếng, người hương, nếm vị, nhận biết các xúc, ắt không phải thị xứ. Chỉ năng thấy các sắc, đó là thị xứ. Như nhãn căn thì sắc căn còn lại tùy theo chỗ thích hợp, theo đó mà biết. Vượt sở tác của đại chủng: không xứ, không vị, địa có khả năng làm thành dụng của thủy hỏa phong, tất không phải thị xứ. Chỉ năng tạo làm các nghiệp dụng của địa, đó là thị xứ. Như địa thì các địa chủng còn lại tùy theo chỗ thích hợp, theo đó mà biết. Vượt sở tác của vật dụng: không xứ, không vị, từ một chủng loại này sanh ra mầm loại khác, tất không phải thị xứ. Chỉ có tự chủng loại sanh, đó là thị xứ. Như không xứ, không vị, sừng trâu mà vắt ra sữa hẳn không phải thị xứ, từ nhũ vắt ra sữa, đó là thị xứ. Như không xứ, không vị, cô đặc nước trong bình mà xuất hiện tô, tất không phải thị xứ. Nếu nấu cô đặc lạc xanh tô, đó là thị xứ. Như không xứ, không vị, ép cát ra dầu hẳn không phải thị xứ, ép thực vật ra dầu, đó là thị xứ. Như không xứ, không vị, cọ sát cây ẩm ướt mà có lửa, tất không phải thị xứ, cọ sát cây khô phát xanh lửa, đó là thị xứ. Hệ thải loại như vậy nên biết quán ra tướng sai biệt của môn thành biện xứ phi xứ thứ nhất. Hai, tướng sai biệt của môn hội hợp xứ phi xứ: không xứ, không vị, ánh sáng và bóng tối cùng một lúc tụ hội hòa hợp thì không phải thị xứ. Chỉ một nơi, cái thứ nhất xanh, cái thứ hai không xanh, đó là thị xứ. Không xứ, không vị, phần thổ của nước và lửa cùng một lúc tụ hội hòa hợp thì không phải thị xứ. Ở một nơi chỉ có một chủng loại, đó là thị xứ. Không xứ, không vị, hay tụ sắc thổ tụ hội hòa hợp chung một chỗ thì không phải thị xứ. Chỉ một cực vị, đó là thị xứ. Không xứ, không vị, tâm và pháp của tâm đồng một chủng loại cùng lúc tụ hội hòa hợp thì không phải thị xứ. Chỉ một loại phát sanh, đó là thị xứ. Không xứ, không vị, đồng một chủng loại hoặc thiện bất thiện, hoặc thiện vô ký, bất thiện vô ký, hoặc khổ hoặc vui, cùng lúc tụ hội hòa hợp thì không phải thị xứ. Chỉ tùy có một chủng, đó là thị xứ. Không xứ, không vị, quả ái phi ái cùng lúc tụ hội hòa hợp thì không phải thị xứ. Chỉ tùy có một loại, đó là thị xứ. Hết thể loại như vậy là quả xa tướng sai biệt của môn hội hợp xứ phi xứ thứ hai. 3. Tướng sai biệt của môn chứng đắc xứ phi xứ: không xứ, không vị, thạch nữ sanh con thì không phải thị xứ. Nếu không phải thạch nữ, đó là thị xứ. Không xứ, không vị, bán nữ năng sanh nam nữ thì không phải thị xứ. Nếu là nam và nữ mà căn nam nữ không hư hoại, đó là thị xứ. Không xứ, không vị, mắt mù mà thấy sắc, tai điếc nghe âm thanh, tỷ thiệt hư hoại mà người hương đến vị thì không phải thị xứ.
các căn không hư hoại, đó là thị xứ, không xứ không vị, ở trong hiện pháp từ lượng chưa đầy đủ, mà chứng học vô học cứu cánh giải thoát, thì không phải thị xứ. Đã có đầy đủ tư lượng đó là thị xứ. Không xứ không vị, chưa đắc thánh đạo mà năng chứng niết bàn, hoặc chứng thành văn độc giác bồ đề, hoặc chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì không phải thị xứ. Đã đắc thánh đạo đó là thị xứ. Không xứ không vị, hoặc hữu tình ở cõi người mà ăn các thứ cỏ như bàng xanh, hoặc chúng chư thiên mà ăn thức ăn như người, hoặc ở sắc vô sắc giới mà ăn bằng cách đoạn thực, thì không phải thị xứ. Trái với tướng trên đó là thị xứ. Không xứ không vị, không xảo bỏ thân hình địa ngục mà được thân người, cho đến không xảo bỏ thân hình này mà được thân hình khác, thì không phải thị xứ. Đã xả thân này có được thân khác, đó là thị xứ. Hết thảy lại như vậy. Để biết quán sát tướng sai biệt của môn chứng đắc xứ phi xứ thứ ba. Bốn, tướng sai biệt của môn hiện hành xứ phi xứ. Không xứ không vị, xả tự tướng địa thành tướng giới khác thì không phải thị xứ. Không xả tự tướng đó là thị xứ, như địa thì các đại chúng khác nên biết cũng vậy. Không xứ không vị, sanh trưởng ở dục giới không được thiền nhãn mà thấy các sắc của cõi trời thì không phải thị xứ, chỉ thấy được sắc người đó là thị xứ. Để chỗ thích hợp nên biết các cảnh khác cũng vậy. Không xứ không người có tham ái, bị tham ái chướng che, chưa thể đoạn dứt tham ái mà đối với tiền tài lợi dưỡng tầm để nhiễm đắm thì không phải thị xứ. Tùy theo chỗ thích hợp nên biết sân si cũng vậy. Không xứ không vị, không đoạn trừ tất cả phiền não tham, tùy phiền não truyền mà tu tập bốn niệm trụ thì không phải thị xứ. Trái với tướng trên đó là thị xứ. Như tu tập bốn niệm trụ thì tu tập pháp bồ đề phần khác nên biết cũng vậy. Không xứ không vị, ở chỗ Như Lai mà không xả tâm đấu tranh, hoặc không được dạy trao khai mở cho phép mà năng trực tiếp thấy Như Lai thì không phải thị xứ. Hoặc xả bỏ, hoặc hứa xả bỏ đó là thị xứ. Không xứ không vị, tất cả bậc trí, tất cả bậc có chánh kiến ở nơi cảnh sở trì mà không biết, hoặc bị chướng che khiến quên mất niệm tạo làm những điều chẳng phải của bậc trí giả thì không phải thị xứ. Trái với tướng trên đó là thị xứ. Không xứ không vị, trừ Bồ Tát đã nhập đại địa mà đối với các hữu tình khởi tâm tổn hại, hoặc thối chuyển tâm bồ đà thì không phải thị xứ. Trái với tướng trên đó là thị xứ. Hết thảy lại như vậy là quán sát tướng sai biệt của môn hiện hành xứ phi xứ. Lại nương điều đã nói ở trước thì được có bốn xứ và bốn phi xứ. Cần quan sát trần tránh về quán đãi đạo lý, tác dụng đạo lý, chứng thành đạo lý và pháp nhĩ đạo lý. Nếu ở nơi đạo lý như vậy mà hiển bày tuyên thuyết không trái nghịch thì gọi là thị xứ. Nếu thị hiện tuyên thuyết trái với trên thì gọi là phi xứ. Bốn chủng như vậy và những điều đã thuyết trước hợp thành tám chủng xứ, phi xứ thiện xảo. Hỏi: duyên khởi thiện xảo và xứ phi xứ thiện xảo có sai khác gì? Đáp: ở nơi đạo lý nhân quả mà sanh khởi chánh trí liễu biệt rõ ràng gọi là duyên khởi thiện xảo. Nếu ở nơi tất cả lý không điền đảo mà chánh trí liễu biệt rõ ràng gọi là xứ phi xứ thiện xảo. Văn quyết trạch phần xứ phi xứ thiện xảo còn lại không hiển nói thêm. Như vậy đã thuyết về xứ phi xứ thiện xảo, đàn này sẽ thuyết về căn thiện xảo. Bốt Đà Nam nói chung nghĩa ý kiến lập đi đầu, rộng phân biệt khắp theo sau. Hỏi: những gì là nghĩa căn? Đáp: nghĩa tăng thượng là nghĩa căn. Hỏi: vì hiển nghĩa nào? Đáp: vì hiển nghĩa ở nơi kia, pháp của sự kia vượt thắng hơn cả. Những gì là 22 căn? 1. Nhãn căn. 2. Nhĩ căn. 3. Tỷ căn. 4. Thiệt căn. 5. Thân căn. 6. Ý căn. 7. Nam căn. 8. Nữ căn. 9. Mạng căn. 10. Căn khổ. 11. Căn lạc. 12. Căn ưu. 13. Căn hỷ. 14. Căn xả. 15. Tín căn. 16. Tấn căn. 17. Niệm căn. 18. Định căn. 19. Tuệ căn. 20. Căn chưa biết muốn biết. 21. Căn đã biết. 22. Căn biết đầy đủ.
sao gọi là kiến lập 22 căn, vì nghĩa năng thủ cảnh tầng thượng kiến lập 6 căn, vì nghĩa an lập gia tộc tiếp nối không đoạn dứt tầng thượng kiến lập 2 căn, vì nghĩa phương tiện sự nghiệp người sống tánh mạng kiến lập 1 căn, vì nghĩa thọ dụng nghiệp quả tầng thượng kiến lập 5 căn, vì nghĩa thế gian thanh tịnh tầng thượng kiến lập 5 căn, vì nghĩa xuất thế gian thanh tịnh tầng thượng kiến lập 3 căn.